Thưa bà con, đây là trang trại nuôi bò sữa theo quy trình hữu cơ ở xã Tu Tra, huyện Đơn Dương. Với việc thực hiện quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu, EU, trong thời gian qua, trang trại hữu cơ đầu tiên của công ty Vinamilk ở Việt Nam này đã phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn liền với kinh tế số, kinh tế xanh và hội nhập quốc tế. Hướng đầu tư đó đã góp phần đưa Lâm Đồng trở thành một trong những vùng nguyên liệu sữa tươi hữu cơ chính và duy nhất cho các nhà máy chế biến sữa của Vinamilk, tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân địa phương. Tại Lâm Đồng, công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk có hai trang trại chăn nuôi bò sữa được chứng nhận tiêu chuẩn EU Organic, và đây cũng là những trang trại đạt tiêu chuẩn hữu cơ châu Âu đầu tiên của Việt Nam. Hai trang trại được xây dựng tại huyện Đơn Dương và huyện Di Linh, có tổng diện tích khoảng 135 hectare, với tổng đàn bò sữa là 1.000 con. Ở trang trại, gia súc được chăn nuôi tự do, hệ thống chuồng trại mở và được cho ăn bằng thực phẩm hữu cơ. Bò được tự do lựa chọn cho việc ra đồng cỏ, sân chơi khi điều kiện thời tiết thuận lợi. Thức ăn được cung cấp với công thức riêng cho từng lứa tuổi. Mặt khác, với hệ thống chuồng có công suất 250 bò vắt sữa một chuồng, được thiết kế và nhập khẩu từ Delavan, Thụy Điển. Công nghệ quạt hút và phun sương cảm biến theo nhiệt độ của chuồng nuôi. Công nghệ máy cạo phân và chổi massage vận hành tự động 24/7, có phần tạo nên một không gian sạch sẽ, thoáng mát và thoải mái nhất cho bò. Việc áp dụng đồng bộ tất cả các yếu tố trên đã giúp tăng chất lượng sữa bò tươi, đạt năng suất bình quân 25 lít một con một ngày. Trong 7 năm qua, trang trại đã có những bước tiến phát triển vượt bậc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển vùng nguyên liệu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân địa phương.